Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video hôm nay mình cũng lên đường để đi thăm bẫy rắn nha các bạn. Nói chung luồng bẫy hôm nay mình thăm 40 cái các bạn. Luồng bẫy này thì cứ gọi mình thăm trúng lúc nha các bạn. Cứ gọi mình thăm 40 cái mà không có đủ chuột chăm, cho nên nó cũng có tầm 37 38 cái gì các bạn ơi, có mấy cái 3 4 cái gì đó. Do cứ gọi mình thăm nó dính rắn quá đó, mình không có đủ chuột để chăm nên là cử này mình có đem chuột theo để mình chăm mấy cái bẫy đó lại. Thì mình cũng vừa tới điểm nha các bạn. Nói chung thì bữa nay mình có sách theo là 5 cái nữa các bạn ơi. 5 cái nữa mình dậm vô khu này ha. Tại khu này thì nó nào ngay mình đánh là nói chung là chiến nào đi nó cũng trúng hết nha các bạn. Bữa nay thì mình không biết làm sao. Chứ mấy cử trước là nói chung là nó muốn bảo gắn luôn các bạn ơi. Luồng bẫy này á. Nên mình giác theo mình sách theo 5 cái đừng mình dậm vô thêm. Mấy khu nào có dính mình dậm thêm, còn mấy khu nào ít dính đó thì mình cũng cuốn chạy nạt. Thì mình cũng ra tới điểm rồi, cũng để tránh mất thời gian các bạn. Giờ mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 40 cái hôm nay coi có trúng như cử gọi không các bạn. Chứ luồng này cử gọi mình thập 5 ký mấy các bạn mà hết chuột luôn đó. Rồi mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình. Mình vừa ra tới điểm các bạn, nó khu này là khu vườn nhãn. Khu này mình mới dậm được mấy cái. Thì hành trang bên đây bạn ơi, chuột, túi lưới, lúa. Mình đem theo 5 cái bẫy đừng mình và có điểm ngon mình dặm thêm mà mình xách lần chỉ cái nha bạn. Thì quê mình á, cái chỗ nào á mà người dân á, không có đóng cửa gào thì mình vô mình có đặt bẫy á, mình hỏi mình vô mình thăm được nha bạn. Nên là khi tới cái bẫy nào mà đầu tiên á là mới biết cái luồng bữa đó mình đi thăm là cái bẫy đầu tiên các bạn, này cái bẫy đầu tiên của mình nè. Tại thông thường á thì quê mình cũng hơi nặng nặng các bạn. Quê mình á mình đặt sau hè nhà người dân, nhiều khi đi lại người ta đi chợ hoặc là người ta không có nhà các bạn thì mình không có vô thăm được. Thì mình để đó mình đi thăm chỗ điểm khác á. Hồ vô cổ hạnh mà gắn gì nha các bạn. Bệnh kỳ nè. Đầu đẳng á thì nó ép con chuột. Nội mọi đẳng. Mấy cái đầu tiên mở hàng lụm con nữa các bạn. Nói chung luồng bẫy này á mình ưng nhất trong các luồng bẫy mình các bạn, gắn nó chạy hổng á. Tôi mới tiếp tục. Rồi, để mình bắt con này ra lấy hên luôn. Mới vô mở hàng cái đầu tiên lụm con thấy vui đó các bạn ơi. Thì mình có đem theo một số bẫy xe cua. Khi mà khúc nào á, người ta có ca hát, nhạc đồ bạn mình quay không được thì mong các bạn thông cảm ha. Mình sẽ sử dụng bẫy đó mình đổi. Tại mình đặt cái luồng bẫy này là sau hè nhà người dân nhiều. Hồ, rồi mới vô làm hành gì bệnh kỳ bạn ơi. Hành gì này tầm 4 lạng rưỡi nha các bạn. Hành đen. Lộn đã không? Ra cánh ị liền. Rồi một con đầu tiên. Giờ mình bỏ vô đi tới những cái tiếp theo nha các bạn. Thì những cái nào á, nó không dính đâu á thì mình cũng cắt bỏ bớt nha các bạn. Để mình quay hết 40 cái bẫy á, thì cái video nó rất là dài. Ngon lành nha các bạn. Mới mở hàng cái đầu tiên làm gắn nhị 4 lạng ngoài vậy đó. Rồi mình đi tới những cái bẫy tiếp theo. Quê mình mới hừng sáng. Bạn thấy không, trời chuyển mưa nè. Bữa nay không biết mình thăm xong luôn bẫy không. Mới thăm cá bẫy thấy chỉ mưa đen kịnh hết rồi. Bẫy này là cá bẫy thứ hai của mình. Lộn chỗ rồi bạn ơi. Mấy bẫy này mới dặm nên mình cũng hay quên. Nhớ trong cục sậy này. Cá bẫy thứ hai, chuột lên đường bạn ơi. Để mình vô chuột đặt lại. Mình quay cái video nó có tối tối các bạn thông cảm không? Tại trời quê mình chỉ mưa quá. Cá bẫy này là cá bẫy thứ ba. Trong đống lũ nè. Nói chung khu này á thì cũng điểm mới. Mình cũng hơi kỳ kỹ nha các bạn, không biết có đại ca không á. Ở khu lăng cặn này thì lúc trước mình đánh có dính đại ca đó. Mình đây mình xài lưới 8 ly không nha các bạn. Hồ vô dính hổ hành nữa bạn ơi, phân đó nè. Quá đã, hồ vô nó chạy cho một cặp luôn các bạn ơi. Trời ơi. Mới 3 cái bẫy, cái bẫy hao chuột, 2 cái bẫy còn chuột thì dính nha các bạn. Còn mấy cái nào hao chuột thì tỷ lệ khó dính gắn lắm. Cỡ này đặt lá ủ tịch lắm nha các bạn.
chạy một cặp luôn nè. Trời ơi, hai ba con vậy bạn ơi. Bó tay chứ phân thải đầu này nữa nè. Thả một con ngon quá. Cỡ này á, thì các anh em đồng nghiệp mà nói về những cái anh em mà mới ra nghề thôi ha. Còn mấy anh em đồng nghiệp mà đã lâu năm thì mình không dám nói ha. Các anh em lựa theo mấy đống lá ủ này nè. Nói chung lá ủ, bụi tre, bụi chuối. Những điểm đó các anh em đánh là tỷ lệ dính gắn lớn, cao và dính gắn mạnh nha các anh em đồng nghiệp. Tại vì cỡ này á, thì thời điểm con gắn á, nó đi bắt cặp. Nó sẽ kiếm những cái khu nào mà độ ẩm cao á, có lá ủ hoặc là bụi tre, bụi chuối đồ á. Khi con gắn nó vô đó nó bắt cặp đừng nó đẻ ha các bạn. Thì nó sẽ súng về đó ha. Thì mình đón mấy hướng đó mình đánh rất là tịch nha các bạn. Nãy giờ mới thăm ba cái bẫy chạy bốn con đó các bạn thấy không. Bịch lúa mình chim chuột ăn chưa được nhiêu luôn nè, là dính rồi đó. Mình dính được ba con nè. Phải một con còn ngon nữa. Hình như được con nhì bạn ơi. Có con này hoặc mai được nhì mà sao không được nhì. Chắc được con nhì, con hai con nhì vậy đó. Ba con chạy cái nè. Mới thăm ba cái bẫy, một cái bẫy hao chuột, hai cái bẫy kia nó chạy cho vậy đó. Nó mà chạy kiểu này nữa thì hơi cái túi này cứng nữa nha các bạn. Cái luồng bẫy này nói chung là mình không biết tả sao à. Nó muốn nổi lên cái luồng bẫy thiền thoại của mình rồi đó. Ngày xưa mình có luồng bẫy thiền thoại nó dính cũng kinh lắm nha các bạn. Nhưng mà luồng bẫy đó giờ nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Tại mình thăm mấy chục lần rồi, cái luồng bẫy đó cử rồi mình thăm hình như nó chạy cũng yếu. Cử rồi mình rút hết còn hai mấy cái, hình như cử rồi luồng bẫy thiền thoại nó chạy 22 ký mấy, 3 ký gì. Còn luồng bẫy này cử rồi mình thăm 5 ký mấy nè. Một con này tầm 2 lạng rưỡi hả bạn ơi, 2 lạng rưỡi, 2 lạng 7 gì đó. Vô một lượt 3 con. Con này tầm khoảng 2 lạng. Rồi con này chắc cũng không được gắn nhì luôn bạn ơi, con này cũng 2 lạng mấy nữa rồi. Ra đi em, quay đầu kia kìa, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cá bẫy này chạy 3 con nha các bạn. 3 con thì tầm khoảng 7 lạng. 6 7 lạng gì đó. Rồi để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo, gắn mà nó chạy nùi nùi vậy nè các bạn. Ngày hội của nó gì nha các bạn. Đây mình cũng có bẫy. Đặt này trong lá ủ nha bạn. Dưới cây hay gì mà nặng nặng đây. Rồi chuột heo rồi bạn. Chuột heo lên đường em chuột. Rồi để mình vô vô chuột đặt lại bạn ơi. Nói chung mấy khu này ngon lắm. Mấy khu này mà chuột không heo có tỷ lệ dính nha bạn. Cử này nó chạy gắn nhỏ vậy chứ cử sau có khả năng chạy gắn lớn nếu đồng nghiệp mình chưa bắt được. Rồi để mình xử lý cái bẫy này. Khu này còn cá bẫy nữa, hết bẫy. Mình đem bẫy xe cua nặng hơi mình dặm vô khu này luôn. Tại khu này thấy gắn cũng chạy lại gai bằng. Tại mới đặt cử đầu á. Cái nhỏ thông thường nó chạy trước á. Mấy cái bẫy này mình mới chạy nền. Đây như mình có một cái nữa. Có phân nha bạn, phân này sao mình thấy lạ lạ bạn. Bạn thấy phân lên tới đầu hôm luôn, phân này chút xíu mà phân thấy ngộ ngộ, biết giống gì. Con hiều. Trời ơi, con hổ hành có chuối cẳng bạn ơi. Rồi, con này các bạn cho mình qua cái ha, tại gắn nó cũng nhỏ quá. Có con nào bự bự mình gửi quý bạn xem. Luồng bẫy này, cái điểm này mà cử sao có khả năng dính gắn lớn nè. Điểm này gắn nhỏ chạy trước. Rồi để mình xử lý. Đây mình có cá bẫy không ạ. Bẫy này mới cử trước. Cũng dính được con gắn nhì. Mới cử gọi em ra. Hồi nhìn giống như chuột bị hao quá bạn. Thôi cũng nặng nặng cái đít bạn ơi. Nhiều dính gắn ép một chuột. Gắn ba bạn. Hộ hành ba.
Đợi có dính là được rồi. Có nhỏ mấy có lớn. Con này hai lạng mấy, ba lạng gì đây. Quê mình nó mới có cơn mưa gào nha bạn. Mấy cơn khi trời nắng mà có mấy cơn mưa gào như bạn, mà mưa được buổi chiều ngon lắm. Là tối gắn chạy mạnh. Vậy chạy vô. Ra cái đầu nó ra mà ra đuôi vô. Ra đi em. Ra cái mỹ cái đùi mình. Đấy. Cho nó ra chút nữa được. Mới ra khúc cái đụng mình cái nó lui cho vô. Ra đi em. Ừ, vậy mà đi dưới rồi á. Nhùm con nó dễ ra, nhùm con mình hé nhẹ là nhào ra. Còn có con thì cà chuột tí này thử tụi này ra không. Rồi con rắn này tầm khoảng 2 lạng, hơn 2 lạng nha các bạn. Tầm 2 lạng, 2 lạng rưỡi gì đây. Rồi để mình bỏ vô đi tới những cái bẫy tiếp theo. Bờ này cứ rồi mình cũng bắt được con rắn bự nữa, con rắn 7-8 lạng. Cái này mình mới thăm cái đầu tiên thì nó dính được một con, con ba. Đấy cái bãi thứ hai của cái bờ này. Mỗi bờ như mình đặt 3-4 cái, 4-5 cái nha bạn. Bờ nào ngon đặt 4 cái, mấy bờ không ngon mình đặt 1 cái, 2 cái, 3 cái, lộn xộn. Có phân nha bạn, không biết lớn nhỏ thôi, trắng trắng nè. Hồi không hành bành kia bạn ơi. Hồi rồi đã nha bạn. Không hành nhì hay nhất đây. Hay nặng nặng đây. Dưới con dây. Ồ, con rắn nhì bạn ơi. Rắn nhì bành kia. Thải phân trắng từng bệt. Ngon lành nha bạn. Rắn này chậm lắm. Hy vọng nó sẽ gắn chạy lai gai như nha bạn. Chạy đều đều vậy là hơi mình trúng. Con này làm như nó mới ăn chuột mình thấy gì, thấy cái bụng phì phì nè. Nãy giờ thăm cũng chưa được nhiều bẫy hết. Gắn chạy cũng đỡ lắm. Hột rồi, con này có khả năng được nhất bạn ơi. Nhất luôn chứ khả năng gì nữa. Gắn mùa này bạn, mình nhìn trong bẫy mình thấy gọn gọn vậy chứ bắt ra cái mình giật mình mà. Con này là tầm 6 lạng, 6 lạng rưỡi mà. Nhìn nó gâu gâu vậy nè, chứ về mình cắn nặng ha, hóp dài là mình đón sai lầm mấy lần rồi đó. Bạn biết sao không? Khi cái con gắn mùa này á, không biết sao nó mập lắm nha bạn, nó chị lắm chị. Nó nặng hơn mấy mùa kia á. Mùa này nặng. Con này chắc tầm 6 lạng, cứng 6 lạng nha bạn. Ngon lạnh, được một con nhất bạn ơi. Bờ này cứ rồi mình bắt con cũng 7-8 lạng, 8 lạng, 8 lạng mấy gì chứ. Cách cái bãi cách đây cũng có khoảng vài chục mét mà. Mình còn cái nữa, cái đó là cái bãi cuối cùng của khu này. Cử gò mình bắt nó đầu đằng đó. Còn cái bãi này cử gò không dính, cử này dính. Rồi đường con nhất đầu tiên nha các bạn. Tầm 6 lạng, 6 lạng rưỡi hả. Mình bỏ vô đi tới những cái tiếp theo. Cái bãi này là cái bãi cuối cùng của cái bờ này. Bãi này cử gò mình dính được con 7-8 lạng. 8 lạng, 8 lạng mấy gì chứ. Cửa này thấy im ghê rồi. Rồi, cửa này còn chuột bạn ơi. Để mình vô lúa đặt lại. Khu này lúc trước mình đặt cũng nhiều bẫy lắm. Mà mình thấy chủ vườn xử lý cỏ quá. Chứ mình đánh thời gian lâu. Mình rút nó giờ ở đây còn cũng mấy cái. Chung khu này lúc mình mới qua đặt nó chạy mạnh lắm. Gắn nhất thì ít, gắn nhì nhiều. Con hay con nhất gì. Không hành bằng. Hành này hành 3.
ba hay nhì gì nghe bạn, có khả năng được nhì. Thăng thải bả tao chuột lúa đó. Rồi, để mình tiến hành bắt nó ra luôn. Lú gà mình không ra. Gà không ra tụt dưới. Gà nha bạn. Con này tầm khoảng 2 lạng hả bạn? Hổ hành 2 lạng. Có đỡ hơn không? Nói chung nãy giờ mình tới đây thì mình thấy cũng ngon lành rồi nha bạn. Cũng được nhiều nữa bạn. Cũng có 2 kg. Con nhất, mấy con nhì. Con nhì, con số gắn 3. Mà gắn 3 bữa nay cũng bự bự không nha bạn. Gắn 3 con cũng tầm lạng mấy. Lạng mấy, 2 lạng, 2 lạng mấy không? Có con một nhỏ. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới những cái tiếp theo. Dưới đây mình có cái bẫy. Mấy bẫy này là mình mới chạy nạm thôi. Bữa hỏi mình đặt bệnh đó nhiều đó. Bệnh đó nó dính cũng số gắn nha các bạn. Mà người ta xử lý cỏ với chủ vườn người ta làm bờ rồi. Thế vậy mình rút mình về qua đây. Bên đây thì hơi trống nhưng mà bên đây người ta xử lý rồi. Cỏ đang búng lên lại. Thấy giờ thấy có phân nha các bạn. Phân này chắc dính lâu rồi. Tụi nhỏ đây bệt. Khu gan. Cũng không nặng không cũng được được. Gắn nhị bạn ơi, khổ hành nhì. Khu này mình đoán là có gắn khủng nữa bạn, mà sao mình từ lúc mình đặt giờ nó chưa dính khủng nha bạn. Nó dính được con hay con nhất gì à? Còn như gắn ba nhiều, gắn ba với gắn nhì nhiều. Gắn nhị chạy 3-4 lạng, 4-5 lạng, 5 lạng mấy rồi thử rồi. Như thăm cái bờ này cũng dính 2 con gắn nhì bự nữa nhỉ. Con này tầm 3 lạng, 3 lạng cứng 3 lạng. Gắn này phải đi dứ. Đây em, đầu đẳng kìa, đầu đẳng, gà nha. Con này tầm 3 lạng 3 lạng rưỡi bạn ơi. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Nói chung ngon lành các bạn, luồng bẫy bữa nay chạy cũng đỡ lắm. Thì gắn nhất thì chưa được nhiều, mới con gắn nhất các bạn. Luồng này thì cử gọi mình thăm đâu được 5 kg 7, mà 4 gắn nhất cử gọi là 2 kg 9 rồi đó. Còn cử này mới tới đây được mấy con gắn nhất à. Cái luồng bẫy này thì theo mình đoán tầm khoảng 20 mấy tới bạn, 20 mấy tới 30, có khả năng nó sẽ trúng hoặc là bảo gắn không chừng. Tới cỡ đó thì quê mình á, đầu con nước gông gắn nó sẽ dày mạnh ha, với mấy thời điểm đó thì nhiều khi có đám mưa rồi còn ngon nữa nghe bạn. Rồi giờ để mình đặt cái bẫy này lại. Cái bờ này cỏ tìm nó chấm nha bạn. Nhưng mà được cái nó có lá ủ nè, mấy đống lá ủ nè. Thì mùa này mấy con gắn nó sẽ gom về mới đóng lỗ nha các bạn. Nó lấy độ ẩm. Như khi mấy con gắn mà nó bắt cặp rồi bạn, nó sẽ vô mới đóng lỗ. Để nó kiếm chỗ nó làm ổ. Làm hang đẻ. Đánh mấy cái đóng lỗ thì nó hiệu quả lắm. Không có gắn thôi, còn có là sẽ dính. Bẫy này không thấy phân thiếu gì hết trơn. Sao nặng nặng nha các bạn. Chị cái đít. Hồi con hổ hành mà. Sao con này mình không thấy phân phiếu chứ.
còn hành nhì nữa nha các bạn. Khu này nè, nói chung là mình đánh cá hổ hành nhì này nó dính cũng mạnh lắm các bạn. Lúc trước mình đặt bên bờ đó đó, xong xuôi bờ đó mình thấy chủ vườn xử lý cỏ bằng cỏ rồi quá, mình về qua đây mình cũng còn neo bên đó có mấy cá, cá hai cái gì mình đem qua đây, đem đây mình đánh mấy cái vùng lá ủ. Mình đón ở đây có hàng khủng á, để mình neo thời gian cho nó chạy ha. Đây là đồng nghiệp mình bắt rồi, chứ gắn nhì với gắn ba nó chạy, gắn nhì nó chạy nhiều hơn gắn ba nữa. Khu này từ lúc mình đặt giờ chịch lại chui dưới, chịch lại chui dưới. Dạ đi em. Đúng rồi. Con này tầm 3 lạng, cứng 3 lạng nha các bạn. Gắn nhì. Nãy giờ con này nữa mình cũng được 3 4 gắn nhì với con gắn nhất với số gắn 3 các bạn. Nói chung là tới đây thôi là mình thấy cũng đủ sống ở quê mình nha các bạn. Đối với ở quê mình vậy là thấy ngon lành rồi đó. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Bờ chuối này mình có 2 cái nha các bạn. Cái bẫy này mình đặt sau hè nhà dân. Bẫy này lúc trước cũng dính một con, rồi xong mấy cửa trước mình thăm cái nó phá hôm. Mình đổi bẫy mới. Tới giờ em ghe. Thấy là thấy có phân nha bạn, phân này thấy không lớn hùng. Hổ hạnh bạn ơi. Một cục căng ấy bào luôn. Hổ hạnh này hổ hạnh 3, con này chắc tầm 2 lạng, 2 lạng rưỡi. À, tiến hành bắt ra. Con này tầm 2 lạng thôi, 2 lạng cứng 2 lạng. Rồi, giờ bỏ vô tới đi tới cái tiếp theo. Bẫy này lúc trước nó chung sảy gắn gì bự đè hơn mình nè bạn. Mà mình có chỉnh lại cái hôm chứ mình đổi cái bẫy khác à. Mình neo hổng gà chưa thấy vô nó. Cử này thì dính gắn hổ hành 3. Để mình đặt lại cái bẫy này. Cái bẫy khu 2, thứ 2 của bờ này. Bẫy này từ lúc đặt giờ dính con gắn lãi tới giờ em ghe không. Que nữa rồi. Rồi, còn chuột luôn, để mình vô lúa đặt lại. Khu bờ này mình cũng có 2 cái nha bạn. Nói chung là cử rồi á, mình đặt con cái nè. Mình thăm cái trước nãy dính con, thấy gì mình dậm vô một cái. Khu đây thì có cu be người ta đang khai phá, tiếng hơi ồn các bạn thông cảm ha. Gà dị bư. Bên đó có cu be người ta đang khai phá đó bạn. Khai phá khu bên đó. Cứ rồi mình thăm cái này dính một con, đặt khơi gì cũng dính. Rồi cái mình dặm vô thêm cái nữa. Mấy khu nào dính thì mình cứ dặm vô thêm mà. Rồi bữa nay thấy có phân là phân này không biết phân cứ rồi ha, cứ này nha các bạn. Phân này thấy cũng to to anh. Phân này là có khả năng lớn nha các bạn. Hồi ơi thiệt bạn ơi, gắn bành kia bạn ơi. Mấy cái phân xanh xanh đó bạn mà nó sậm xì ấy, ha, là gắn nó lớn mà mấy phân nhiễu quá vậy chứ gắn không bự nha bạn. Trời ơi nặng. Hồi ơi cái cục này bạn thấy có cục xài bằng lớn nè. Mà dính gắn thối thằng không. Chắc bên đó mình đón cu be bên đó khai phá đó, bạn nói tạt qua anh đây nghe bạn. Quá đã. Để mình lên xích lên bắt ra. Để bờ này chút nữa mình kiếm thế mình dậm vô một cái nữa nha bạn. Nói chung là mình cử rồi thì mình thăm chỉ con cái thôi. Cái mình thấy nó chạy con gắn ba hay gắn nhì đó. Mình dậm thêm cái nữa. Dậm thêm cái đầu trong nữa mình chưa thăm ha. Rồi cử này thì mình có đem theo cái bẫy nữa nè. Thì mỗi cái bờ nào mình thấy im á mình sẽ dặm cái vậy bà. Dặm thêm thêm vậy đó. Tại vì mình mới vô mình chăm mình không biết nó có gắn không. Mình chăm nó không có được nhiều bẫy. Bờ cái hai cái à. Trời ơi một cặp luôn bạn ơi. Quá khứ rồi. Hai con gắn nhất. Nãy mình cầm mình tưởng một con không, giờ hai con các bạn. Mình quay cái đoạn này thì nó có hơi ồn, các bạn thông cảm giùm mình ha. Tại vì do bên đó cu be người ta đang khai phá bờ á. Ôi ôi một cặp nó đã bạn ơi, hai con nhất một lượt. Nó sướng.
bởi săn bắt này nghe bạn, nói chung á, nhiều khi mình đặt những cái tiêu đề mà mình nói bẫy gắn một bữa trúng mánh kiếm tiền triệu rồi á, nhiều khi các bạn cười mình ha, chứ sự thật là nó có thiệt nghe bạn, chứ không phải là mình nói dốc nghe bạn. Thì anh em nào có săn bắt gắn thì cũng hiểu rồi đó, ví dụ như mình đi một cử mà tầm 3-4 con gắn nhất, hoặc là thêm một số gắn nhì, một số gắn ba đâu các bạn, thì các bạn kiếm tiền triệu là chuyện bình thường nghe bạn. Đối với tầm khoảng 3-40 cái bẫy, khu nào mà gắn còn nhiều hoặc là gắn nó chịu đi ha, các bạn đánh thì nói chung là vô tư ha. Này hai con nhất lượt bạn ơi, còn tầm cỡ 6 lạng rưỡi 7 lạng, còn tầm cỡ 6 lạng vừa đủ nha bạn. 6 lạng hơn 6 lạng á, hai con này 1 ký mấy á. Trời ơi. Bạn thấy mình đặt cái đống chà chôm thì chắc chỉ đơn giản vậy nè, còn cái bờ này thì nó cũng lép nha bạn. Bờ này thì nó bự thiệt nhưng mà nó không có cao. Nó bằng gan ha. Vậy mà nó chạy cho hai con một lượt đã bạn ơi, còn gì bằng. Tính ra con chuột chưa kịp ăn bạch lúa thứ hai mình nữa là dính cặp này nè bạn. Nó nhảy tới tốc độ đó. Tại phân hồi nãy đây là phân này phân lâu rồi nè, phân xanh xanh nè. Quá phê. Rồi để mình tiến hành bắt ra xong rồi mình thăm cái bẫy còn ở đầu trong đó cái nữa, rồi mình đặt thêm cái đây này nữa là cứ sao thăm được. Cái chỗ này 3 cái. Nãy giờ thì thành quả mình cũng ngon nha bạn. Hai con nhất này nữa là mình 3 con nhất rồi đó. Bữa nay có khả năng kiếm tiền triệu được nữa đó nghe các bạn. Cái luồng này thì nói chung cử gọi mình thăm là nó trên 1 triệu nghe các bạn. Cử gọi mình thăm nó tới 5 ký mấy đó. Cử gọi là 4 con gắn nhất. Cử này tới đây thì cũng 3 con rồi đó. Hai con này nữa là 3 con. Cứ ngắt cái bẫy luôn. Mình không nghĩ đây là có gắn bự vậy luôn bạn. Mình đặt cái bẫy này nói chung là bẫy mấp méo luôn nè. Còn mấy khu nào mà mình đã đón có gắn lớn nha, mình nói thiệt bạn là mình đánh là bẫy cứng không đó, bẫy mới mình không đó. Đa số mình đi chiến ở vùng xa là mình đi để bẫy lớn, bẫy mới mà không đó, chứ ít có xài bẫy cũ luôn. Bẫy cũ mình đem về mình đánh mấy cái vùng gần nhà mình á, mấy chỗ mà ít gắn á. Còn mấy vùng xa này mình không biết sao nên mình đánh toàn là bẫy bự không à. Bẫy mới không à. Con này tầm 7 lạng nha bạn. Con này chắc không được nhất bạn ơi. Con này chắc mình đón tầm 5 lạng mấy nha bạn. Con sau nè, còn con trước thì cả 7 lạng rồi đó. Mình cặp luôn. Vậy là chỉ được nãy giờ mình chỉ được hai con nhất nha bạn. Con này mình sợ nhất không nổi nè. Con dưới này nè, con dưới đó chắc nó tầm khoảng 5 lạng 7 5 lạng 8. Còn con này thì cỡ 7 lạng. Một cặp. Ôi vô nó đã. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới những cái bẫy tiếp theo các bạn. Trong đó mình còn cái nữa. Mình vô mình thăm cái trong đó xong mình đặt thêm một cái nữa là khu này chỉ sao thăm cho 3 cái. Quá phê. Đây là cái bẫy thứ hai của cái bờ này. Chung bờ này mình đặt chỉ có 2 cái ha. Cái này mình mới dặm cử gọi nè. Cái này hao chuột rồi bạn ơi. Để mình vô chuột đặt lại. Trước đây mình cũng có cái bẫy mà. Nói chung là nãy mình mới thăm cái mới cặp cái lộ. Cũng dính được con. Mà do chỗ đó người ta ca hát quá mình quay không được nha bạn. Tại quê mình giờ này chưa lên nè, cái người ta hay ca hát lắm. Với mình đặt cái luồng bẫy này nè. Nó xa nhà mình nên mình đi tranh thủ thăm. Có luồng này là xa nhà mình nhất nè. Mà mình đặt thưa bẫy nữa. Tại khi mà đi tới mấy cái điểm mới các bạn, mình phải đặt thưa bẫy. Coi khu nào có gắn mình mới biết đường dặm bẫy vô thêm một phần, còn phần nữa là tránh tình trạng mắc bẫy các bạn. Nó có mắc cũng ít. Còn mà mình đặt về dày bẫy mắc là mắc luôn luôn đó. Thôi dính gắn nữa bạn ơi. Bò ra kìa. Gắn này thì không lớn hung. Rồi để mình leo ra bắt ra luôn. Nãy giờ gắn nói chung nó chạy nó ham bạn. Tại mình ở đây á, mình đặt bẫy thưa thưa mà. Phân thể đầu này nè. Mình đặt thưa một chỗ với một bờ ngon ha. Mình chọn 1-2 điểm tịch mình đặt ha. Nên là cái luồng bẫy này là cái luồng bẫy tâm huyết của mình á. Mình đã đi xa rồi thì mình phải chiến vậy đó bạn. Nó mới thành công được. Nè mình đi động nó ậu chuột ra nè bạn. Cái này nãy dính con cặp mấy lộ nữa nè. Cũng nhỏ nữa nè. Hai lạng ngoài gì đó. Nói chung mấy luồng bẫy này là luồng bẫy mình ưng lắm. Luồng bẫy trăm ca phần bẫy luôn. Thăm lần nào cũng trúng cỡ này nè bạn. Ý là chưa có thấm thía gì luồng bẫy. Bữa nay mình thăm 40 cái mà nãy giờ mình thăm đâu chừng 20-20 cái gì mình hết nhớ rồi. Lộn hơi mệt nhớ không nổi nha bạn. Chỉ nhớ bờ vài cái nha. Mà chạy con túi bằng lớn nè bạn. Bữa nay trúng nữa đó bạn ơi.
con này tầm lần rưỡi hai lạng ơi, thì con bên đây nó cũng cỡ cỡ con này nữa bạn, bự hơn được chút, con đây chắc có khả năng được cái nhị á. Giờ để mình khỏi quay con này ha bạn, tại mình có tay mình bắt hai con cũng có lâu lắm. Con bên đây thì được ngắn nhị, con trong 7 này nè, còn con này thì ngắn 3. Rồi, để mình bỏ vô đi tới những cái tiếp theo, tại vì giờ này cũng chưa tranh thủ mình thăm xong được, mình còn thả về nữa. Tại cái luồng 7 này nó cách nhà mình tầm khoảng 10 cây số nha bạn. Nói chung cự ly chạy xe là dưới thăm luôn là tầm 15 cây số đó, 15 16 cây. Mỗi một khu gì các bạn thấy rộng thênh thang như nào, mình vô mình đặt 3 cái, 4 cái bẫy, mình đón mấy ngã 3, ngã 4 đặt không nha bạn, chứ mình không có đặt dày bẫy luôn đó. Tại cái điểm xa mình đặt dày bẫy quá lỡ nó mắc mà mắc nguyên luồng bẫy mình á. Nên mình chiếc rồi mình đặt chi chia, chừng nào gắn khu nào chạy mình sẽ dặm bẫy thêm khu đó. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Cái bẫy này cứ gọi mình thăm dính một cặp một ký gửi nè bạn. Bẫy nè cứ gọi tán cho hai con một ký gửi hồi cứ này lại thấy có phân nữa kìa bạn, trong bụi chuối nè, gần đây mình nghe người ta ca hát dê dê à. Phân cứ gọi cứ này cứ gậy này bạn ơi. Thôi ơi gắn bằng kỳ nữa bạn ơi. Con này con nhì, không được nhất chứ nhì. Quá đã bạn ơi. Chung gắn chạy thấy ham. Con này tầm khoảng 4 lạng nghe bạn. Máy mình quay hơi dưới ra trời nắng hơi cái máy nó mắc màu. Bạn có xem thông cảm giùm ha. Mắc màu. Thôi để mình tranh thủ bắt ra luôn. Nói chung gắn nó chạy kiền kiền bẫy bạn. Mà mình còn số 7 nữa nghe bạn. Chung nãy giờ thăm nhiêu cái mình hết nhớ rồi, tầm 20 hai mấy cái gì á. Khu này vô đây chạy cho hai ba con. Đã có mấy cái bẫy chạy, cái ham. Cái bẫy mình đang cầm này nè, cái bẫy này là cứ gò dính một cặp một ký mấy phân nó còn dính lại nè bạn. Mình chưa chút ra hết còn dính lên. Hai con một cái gữ. Này lại dính con gắn nhì nữa. Nhưng mà nãy dưới cái nhì này bệnh kỳ. Quê mình thì dắt chưa lên, mình hơi khó quay video do người ta ca hát á. Mình đặt này nói chung là sau hè nhà người dân không ra ngoài mấy cái vườn nè, như cách nhà chừng 5-70m 100m các bạn, là người ta có ca nhạc là nó nghe liền nha các bạn, tại người ta hát khùng cho kéo lớn lắm. Hồi ôi ra nó ị mình mấy mình tùm lum hết bạn ơi. Con này tầm 4 lạng. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Ngon lạnh. Nãy mình thăm cặp máy lộ hai cái, nó cũng chạy được cái các bạn. Cái hình như nó chạy con hai con, mình thấy nặng nặng. Chỗ đó người ta ca hát quá thôi, bỏ vỏ sách đi luôn. Thì tới đây mình có cái bẫy nè. Chung bữa nay bẫy nó chạy thấy ham mà chạy muốn đủ bẫy rồi. Mình giác cái vỏ gắn mình nói thiệt bạn, mình lộ vỏ đuối luôn. Sáng giờ mình đặt mới được có ba cái bẫy, còn hai cái, còn ba cái nữa chứ mới đặt có hai cái. Dặm vô được mấy hai cái, giò nó đuối quá. Tới phần phiếu chân, hồi rồi dự dính nữa nè bạn ơi. Mới nó không có phần phiếu chân, nhìn sao cục nữa nè. Phân thải nè. Gắn này gắn 3, gắn nhì vậy. Gắn này gắn 3 bạn ơi. Loại mệt hơn, đừng cầm giết mắt cảm giác luôn bạn. Đây mình bắt gắn ra luôn. Cái bẫy nè, nó chạy một cục ở chỗ kìa, mà mình không biết hai con hả, một con hình như hai con hả gì nghe các bạn. Cái bẫy này thì chỗ đó có người ta ca hát quá mình quay không được, phân thì thả ngay chân đầu ọc nè. Hôm nay nó chung bảo gắn nữa bạn ơi. Chưa hết bẫy nữa. Đặt á, lưu thưa bẫy vậy đó mà cho nên nó chạy rất là tịch. Chạy là gắn. Hồi ơi, ội chuột ra bạn ơi. Cái bẫy này nó chạy cho ba con chứ không phải là hai con nữa bạn. Ba con, một con bị hao, còn con nó ăn chuột mình ội ra nó kìa. Ba con, hai con gắn nhì nha các bạn. Hai gắn nhì này tầm 700-800 g. Quá khứ bữa nay gắn chạy rồi. Bẫy này chạy cho ba con. Ba con mà hao một con. Hao một con nắp nằm ở dưới, hai con ở trên. Hai con này tầm khoảng 7 lạng 8 lạng, chắc ở 7 lạng nha các bạn, 7 lạng hơn 7 lạng. Còn gắn bên đây thì cũng nhỏ. Mình đặt một chỗ về cái á, mình lậu ra lậu vô á bạn, mình ne cái vỏ sách gắn này nè, mấy kilo á.
nó cũng mệt lắm nha các bạn. Để có nhiều anh em mình nói nhiều khi là chừng 4-5 kg gắn, 3-4 kg gắn thì mình quẩy hơi mệt, cái anh em nó 20 quẩy còn chưa thấm nữa đừng nói về ký. Nhưng mà nếu mà nói về anh em mà biết săn bắt rồi ha thì hiểu rồi đó, quẩy mình lội ra lội vô, nói chung đoạn đường á lội ra lội vô nhằm cái bờ thì nó cao ráo á thì mình dễ lội vậy bạn, còn có cái bờ á nó dướng cây dướng cối lội cũng đuối lắm. Ra đi em. Con gắn này vô lâu. Con này tầm 3 lạng 3 lạng rưỡi các bạn. Cỡ 3 lạng con dứ này bự hơn được một chút. Con dứ này chắc cầm được cỡ 3 lạng rưỡi 4 lạng 3 lạng rưỡi. Con nào cũng máy vô. Nó quậy với con gắn hao kia đó, cái mình mấy nó cà lem nè. Rồi, bây giờ mình bắt hai con này ra nữa rồi mình đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Tại mình tranh thủ. Nói chung là chưa lắm rồi. Tại luồng bẫy nó ở xa nhà mình, các bạn thấy cái túi gắn nè. Mình đi là mình quẩy cái túi này mình biết mệt rồi đó bạn. Bữa nay bắt gắn mỗi tay mà quẩy cũng mệt luôn. Rồi, nói chung để mình xử lý ba gắn này ra các bạn ơi. Có con tay nó hơi lộng cộng, mấy con nào bự bự mình gờ quýu bạn xem, mấy con này thì gắn nhì không à, gắn nhì với cái bẫy bên đó thì dính gắn ba. Trước đây mình có 7 các bạn, khu này mình có 2 cái. Mấy vườn trống trống mà tao ngố mấy đống là ngon ghê các bạn. Mình đóng mình đặt dưới đây một cái. Đặt cặp mấy mương. Chạy nữa nè bạn ơi. Hồi ơn thành 3. Con này cũng nhỏ, mình cho qua cái nha các bạn. Có con nào bự bự rồi quýu bạn xem. Thì nói chung mình còn cũng có mấy cái bẫy nữa, cũng hết 7, 5-6 cái, 6-7 cái gì mình hết nhớ rồi. Lộn hơi đuối hết nhớ nha các bạn. Con này thì tầm khoảng 2 lạng bạn ơi. Nó cũng nhỏ, mình cho qua cái nha các bạn. Đi tới mấy con nào bự bự rồi quýu bạn xem. Để cái video mình cái thời lượng nó cũng dài rồi. Tại bữa nay do số lượng gắn nó dính quá nhiều. Cái bẫy này mình thăm 3 chuyến rồi đều có hàng nha các bạn. Chuyến đầu tiên dính hành đâu chừng nửa ký, chuyến thứ hai dính con hổ rắc, chuyến thứ ba dính hành nhất nha các bạn, còn chuyến thứ tư sau đây. Nói chung là mình không có đậy kính lại luôn mà tại cái bẫy này lúc trước nó có chạy hổ rắc rồi mình, nên mình để chống chống được mình dễ nhìn thấy có phân nha các bạn. Nhưng mà nhẹ ghe các bạn ơi, phân này là gắn lớn nè mà sao nhẹ ghe nha các bạn. Nói chung phân xanh xanh kiểu này là gắn bự to to vậy nè. Ém lúa luôn mà sao nhẹ ghê trời. Cái giấy lên. Cái con chịu gì đây. Hồi ơi. Này con chuột. Con chuột vô nó bư phét lỗ. Sảm đất vô hả gì bạn ơi. Một cục đất nè. Bạn thấy cái hơm bên đây nó hở lỗ nè. Lỗ này nó gắn ra lắng nước luôn nè bạn thấy không. Ừ. Hồi ơi tiếc. Này là gắn bự nha các bạn. Không phải sảy là mình nói gắn bự đâu bạn. Nhưng mà những anh em nào mà săn bắt á. Nhìn cái bãi phân mà. Cái màu nâu nâu tím xanh xanh này ha bạn, mình hứa chắc là gắn nhất không đó bạn. Cái bẫy mình nó láng ém bên lúa luôn kìa. Hồi ơi tiếc. Cái bẫy này cứ rồi mình cũng bắt được con gắn nhất nữa bạn. Chắc ở đây có một cặp nữa mà chiếc này nó vô bị sảy rồi. Uổng hết biết luôn. Ừ. Chuột nó nhét vô cho một đống đất, cái đầu nó có đụng đất đó bạn, nó đẩy cái hơm mình lên nó đi đường mép đây nè. Nguyên đường kẻ luôn. Rồi, giờ để mình đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Thì mình sẽ đi tới những cái kế tiếp, cái nào có dính thì mình quay chia sẻ với các bạn. Còn nếu không có dính á, thì mình có quay rồi mình cũng cắt bỏ các bạn. Để cái video nó dài quá. Rồi khi mình về tới nhà mình sẽ căn tổng kết thành quả các bạn xem. Nói chung mình còn cũng 5-6 cái, 6-7 cái bẫy gì đó. Mà giờ này á, lội mệt mình không nhớ rõ. Nó sẽ nằm ngay cạnh bên đó, bạn qua bên đó nữa đó. Lội qua bản tầm 200 mét nữa mới thăm được mấy cái bẫy đó. Thì mình cũng vừa về tới trại mình các bạn. Nói chung còn 5-6 cái bẫy cuối, 6-7 cái gì đó. Nó cũng dính 2-3 con nha các bạn. Rồi gắn 3 với cái gì không à. Thì nói chung giờ này nó cũng quá trưa nên mình cũng hơi đuối nên không có quay luôn nha các bạn. Với cái video của mình thời lượng nó quá dài à. Mình đem theo 5 cái bẫy mà mình dập được chỉ có 4 cái bạn. Đuối quá dầm không nổi. Tại luồng bẫy này xa nhà mình á. Còn chuột là mình vô chuột rồi sẵn chân mà dầm không được, xách về luôn. Thì mình tha săn bắt á, có ít có nhiều gì mình cũng căn tổng kết thành quả bạn xem cái ha. Nói chung thì bữa nay trúng lúc nữa bạn ơi. Nay như bảo gắn nữa đó. Cái luồng bẫy này là nó trúng cho mình là cử này nữa là 3-4 cử rồi nha các bạn. Cái cử
có một cử đỉnh nhất nó gần 9 kg nghe bạn, 8 kg mấy á. Cái cử rồi là cái luồng bẫy này nó 5 kg 7 nè. Còn cử này thì mình đoán chắc cũng từ đó. Tại thông thường á, cái túi này của mình á, nó đầy túi là tầm khoảng 7-8 kg nha các bạn. Nhưng mà nó chưa có đầy. Mình đoán nó cũng 5 kg mấy quá. Thôi, cây căn này quắt rồi bạn. Căn này căn không hết nổi. Để mình lấy cái căn này. Nói chung á, săn bắt này các bạn là cái gì? Nếu mà một ngày mà bẫy gắn cầm 3-40 cái bẫy ha, ngay chăng thời điểm thích hợp giống như ở quê mình hiện giờ á, gắn nó chạy mạnh á, thì mình kiếm tiền triệu là chuyện bình thường nha các bạn. Là có thật nha các bạn, chứ không phải là nói dốc nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là cái túi gắn bằng bẫy lớn vậy thì các bạn thấy 1 triệu có thấm thía gì như đối với túi gắn này. Tuy gần bữa nay gắn nhất nó chạy có 2 con, nhưng mà gắn nhì nó chạy rất là nhiều nha các bạn. 6-7 con gắn nhì đó là trên 2 kg gắn nhì rồi đó, 2-3 kg gắn nhì rồi đó. Hai con gắn nhất đó tầm khoảng 1 kg 3, 1 kg 4 nữa, rồi mà còn lại là số gắn 3 đó. Hồi nãy xảy một con gắn nữa nha bạn, xảy con gắn bự nãy mình có quay một đoạn video bạn xem đó. Con chuột nó phét nó dồn đất vô cái con gắn nó vùi ra được. Nó đẻ hôm xuống nó vùi ra được. 6 kg rưỡi bạn ơi, 6 kg rưỡi mình trừ cái túi 50 g là còn 6 kg 4 50, mình cho nó là 6 kg 4 đi nha bạn. Quá phê bạn. Túi gắn gì nè bạn. Nói chung là cái gì, túi này là mình kiếm trên 1 triệu nha bạn. Này là giống như bẫy gắn nè, như kiếm tiền triệu là có thật nha bạn. Những ngày trúng mánh nha, chứ mình không nói mấy bữa thắt nha bạn. Hổm gà nói chung quê mình thì đặt trúng trúng không bạn. Cử nào bèo gì bèo cũng 2 kg mấy, 3 kg, 3 kg mấy, 4 kg, đa số 3 kg mấy, 4 kg, 5 kg là nhiều. Hổm gà nó chịu chạy lắm, mấy luồng bẫy mình chạy hổn lắm. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì ngay các bạn, để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.